Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Bản tin tuổi trẻ Nghệ An tháng 5 năm 2019 của tỉnh đoàn Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính sau đây. Chương trình gặp mặt 480 bí thư đoàn xã, phường, thị trấn. Ngày hội thầy thuốc trẻ tình nguyện vì cộng đồng trong toàn tỉnh sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa. Hành trình hành động vì trẻ em, trang bị kỹ năng phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa tỉnh đoàn Nghệ An và Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giai đoạn 2019-2022. Diễn đàn sinh viên với nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019 thu hút đông đảo học sinh sinh viên tham gia. Tuổi trẻ Nghệ An ra quân phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019. Giải Việt Giã chạy vì sức khỏe cộng đồng thu hút hơn 500 vận động viên tham gia. Chương trình giao lưu nghệ thuật 60 năm huyền thoại một con đường tái hiện ký ức một thời hoa lửa hào hùng vẻ vang nhưng cũng thấm đẫm máu xương và nước mắt của quân và dân ta. Ngày hội thiếu nhi chào mừng 78 năm thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2019. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh chỉ đạo điểm Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Hoàng Mai lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019-2024. Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2019 và 50 năm thực hiện di chúc của Người năm 1969-2019. Sáng ngày 18 tháng 5, tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức chương trình gặp mặt 480 bí thư đoàn xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là lần đầu tiên tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức hoạt động này. Tại buổi gặp mặt, bên cạnh những chia sẻ về cách làm hay, mô hình sáng tạo trong xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế xã hội trong đoàn viên thanh niên, đến từ các cán bộ đoàn cơ sở nổi bật, Ban Thường vụ tỉnh đoàn còn nhận được rất nhiều ý kiến, kiến nghị và đã giải đáp cụ thể các vấn đề của đoàn cơ sở, cho thấy được những khó khăn và thách thức về công tác đoàn, như định hướng thông tin cho các đoàn viên thanh niên trong thời đại mạng xã hội Facebook phát triển mạnh, cơ chế chính sách hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, chế độ phụ cấp cho các đồng chí phó bí thư, Ban Thường vụ đoàn cấp cơ sở, khởi nghiệp và lập nghiệp trong đoàn viên thanh niên, tình trạng cán bộ đoàn cơ sở quá tuổi nhưng chưa được trưởng thành. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Thông ghi nhận và biểu dương những hoạt động ý nghĩa thiết thực cho đoàn viên thanh niên trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao sáng kiến tổ chức chương trình gặp mặt các bí thư đoàn xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Nguyễn Thị Thơm mong muốn nội dung của chương trình sẽ được lan tỏa, tạo động lực khích lệ đối với các bí thư đoàn xã, phường, thị trấn, từ đó cùng nhau tập trung tìm giải pháp tháo gỡ những vướng mắc tại cơ sở. Trước đó, đoàn đại biểu tham dự chương trình đã tiến hành dâng hoa báo công với Bác tại quảng trường Hồ Chí Minh. Cùng ngày, tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức chương trình tập huấn dữ liệu cán bộ đoàn nhằm theo dõi quản lý số liệu đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh, đồng thời qua đó tạo điều kiện cho các đoàn viên thanh niên tiếp cận thông tin hữu ích như thông tin tuyên truyền, thông tin về giải quyết việc làm. Hoạt động gala cán bộ đoàn tháng 5 nhớ Bác với các hoạt động sinh hoạt tập thể, trò chơi đòi hỏi kỹ năng, sự nhạy bén cũng như kiến thức về công tác đoàn, đội, kiến thức xã hội, các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm dấu ấn của từng địa phương, các tiết mục ca ngợi quê hương đất nước, Bác Hồ đến từ các đồng chí cán bộ đoàn. Tiếp đó, sáng ngày 19 tháng 5, tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn hội đội ở cơ sở và phát động cuộc thi ảnh thách thức để thay đổi. Trong thời gian một buổi, gần 500 học viên là bí thư, phó bí thư các huyện, thành thị đoàn và bí thư đoàn xã, phường, thị trấn được trang bị kiến thức qua các nội dung như mô hình sân chơi cho thiếu nhi, xây dựng nội dung sinh hoạt theo chủ đề, các bài hát sinh hoạt tập thể, trò chơi sinh hoạt chi đoàn. Thưa quý vị, thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1980, 19 tháng 5 năm 2019, 50 năm thực hiện di chúc của Người, 78 năm thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức Ngày hội thầy thuốc trẻ tình nguyện vì cộng đồng. Ngày 15 tháng 5, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức Ngày hội thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An làm theo lời Bác cấp tỉnh. Tại huyện Tân Kỳ, các thầy thuốc trẻ và tình nguyện viên đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Sáng cùng ngày đã diễn ra ngày hội rửa tay bằng xà phòng, phòng chống dịch bệnh cho trẻ em, tuyên truyền sức khỏe sinh sản vì thanh niên, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, phòng tránh đuối nước và tặng quà tại trạm y tế xã, trường tiểu học Đồng Văn 2, trường trung học cơ sở Đồng Văn. Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An đã trao tặng 5 chiếc xe đạp cho 5 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chiều cùng ngày, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ tuyên dương Thầy thuốc trẻ tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2019 tại khu di tích lịch sử Kim Liên, huyện Nam Đàn. 29 gương mặt thầy thuốc trẻ được tuyên dương là những điển hình trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, tình nguyện xung kích vì sức khỏe cộng đồng, hiện đang công tác trong ngành y tế và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Cũng trong dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh chỉ đạo Hội Liên hiệp Thanh niên các huyện, thành thị đồng loạt tổ chức ngày hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An làm theo lời Bác, với sự tham gia của hơn 500 thầy thuốc trẻ và tình nguyện viên, dự kiến tổ chức khám tư vấn sức khỏe cho 1.000 người dân và phát hơn 10.000 bát cháo, suất cơm miễn phí cho các bệnh nhân nghèo. Hoạt động ngày hội rửa tay bằng xà phòng tại các trường mầm non và tiểu học nhằm hướng dẫn rửa tay đúng cách, bảo vệ sức khỏe, thu hút hơn 7.000 học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia. Sáng ngày 10 tháng 5, tại trường tiểu học Diễn Yên 1, huyện Chí Châu đã diễn ra chương trình tập huấn phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em trong hành trình hành động vì trẻ em năm 2019 do Hội đồng đội Trung ương phối hợp với Báo Nhi đồng, Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh Nghệ An, Hội đồng đội huyện Chí Châu và trường tiểu học Diễn Yên 1 tổ chức. Tại chương trình, các em đã được giao lưu cùng với đại sứ của chương trình, được lắng nghe tiến sĩ Hoàng Thị Kim Huệ, chuyên gia giáo dục kỹ năng sống, Bộ Giáo dục Đào tạo, chia sẻ về các kiến thức phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em, như quy tắc 5 ngón tay với cách say no, giúp trẻ có thể tránh xa những đối tượng nguy hiểm và bảo vệ chính bản thân mình. Nguyên tắc về vùng đồ bơi. Bên cạnh đó, các em học sinh được thực hành các quy tắc qua những trò chơi, tình huống giả định do chuyên gia đặt ra. Kết thúc chương trình, các em đã tiến hành ký cam kết xây dựng tình mặt đẹp, nói không với bạo lực học đường, để mỗi ngày đến trường của các em học sinh là một ngày vui. Dịp này, tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh Nghệ An đã trao tặng Liên đội trường tiểu học Diễn Yên 1, huyện Chí Châu một bột trống và gần 500 quyển vở cho các em học sinh. Tại Liên hoan Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác lần thứ 16 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức tại thành phố Vinh, Nghệ An vào sáng ngày 11 tháng 5, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và tỉnh đoàn Nghệ An đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp nhằm thiết lập mối quan hệ giao lưu hỗ trợ giữa đoàn viên thanh niên hai bên trong thời gian tới. Tham dự chương trình có đồng chí Thái Tinh Quý, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, đồng chí Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Tại buổi lễ, 30 cá nhân tiêu biểu được trao giải thưởng Sao vàng cao su lần thứ 16, 40 thanh niên được nhận giải thưởng Thanh niên tiêu biểu ngành cao su Việt Nam lần thứ 7, 107 thanh niên nhận bằng khen Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Cũng trong dịp này, đoàn viên thanh niên và doanh nhân trẻ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tặng 2 căn nhà nhân ái trị giá 50 triệu đồng một căn cho các đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tặng 20 suất học bổng trị giá mỗi suất là 1 triệu đồng cho 20 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn học giỏi của tỉnh Nghệ An. Tại đây đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa tỉnh đoàn Nghệ An và Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giai đoạn 2019-2022. Sáng ngày 9 tháng 5, tỉnh đoàn, Hội sinh viên tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tổ chức diễn đàn Sinh viên với nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019. Diễn đàn là hoạt động nằm trong chương trình Công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học, Công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2018-2019 nhằm góp phần nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, tích cực nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Tại diễn đàn, các bạn sinh viên trao đổi một số đề tài công trình nghiên cứu khoa học như vận dụng lý thuyết kiến tạo cho học sinh thông qua việc dạy học các đại lượng và đo đại lượng bậc tiểu học, áp dụng một số trò chơi nhằm nâng cao hiệu quả giờ học kỹ năng nói cho học sinh lớp 8. Ngoài ra, sinh viên tham gia diễn đàn còn được các khách mời đưa ra nhiều lời khuyên quý báu khi lựa chọn đề tài khoa học và cách dẫn dắt triển khai các vấn đề phù hợp với ngành học của mình và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 5, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan tổ chức lễ ra quân phòng cháy chữa cháy rừng và phát quang đứng băng cản lửa thu gom thực bì năm 2019. Lễ ra quân phòng cháy chữa cháy rừng là dịp để tuổi trẻ Nghệ An nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện, tham gia các hoạt động phòng chống cháy rừng bằng những hành động việc làm thiết thực để chung tay góp sức bảo vệ rừng, bảo vệ sự sống của nhân loại, tạo phong trào thi đua rộng khắp trong thanh thiếu niên về xây dựng môi trường rừng an toàn, xanh, sạch, đẹp. Sau lễ phát động, hàng trăm đoàn viên thanh niên đã thực hiện phát quang hơn 2 km đường băng cản lửa và thu gom thực bì, vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực rừng thông ở xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh trao 15 phần quà cho các đội thanh niên tình nguyện tham gia phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.
Sáng nay 11 tháng 5, Sở Văn hóa và Thông tin, Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An và Ngân hàng Sacombank tổ chức giải Việt Giã chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2019 tại Quảng trường Hồ Chí Minh với sự tham gia của hơn 500 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 9 đội tuyển thuộc khối đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tham dự giải có hơn 500 vận động viên là sinh viên các trường đại học cao đẳng và cán bộ nhân viên các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các vận động viên thi đấu ở hai cự ly với 4 nội dung là 1.800m dành cho nam sinh viên các trường đại học cao đẳng và nam cán bộ nhân viên các cơ quan doanh nghiệp, 1.200m dành cho nữ sinh viên các trường đại học cao đẳng và nữ cán bộ nhân viên cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn. Kết quả chung cuộc, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho trường Đại học Vinh, giải nhì cho trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và giải ba thuộc về trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Về giải cá nhân, ban tổ chức cũng đã trao giải nhất cho 4 vận động viên ở 4 nội dung nam nữ: Nguyễn Văn Cảnh, Đại học Vinh; Hoàng Thị Sao Mai, Đại học Vinh; Nguyễn Kế Bim, câu lạc bộ Vinh Runner; và Hoàng Thanh Huyền, câu lạc bộ Vinh Runner. Vào tối ngày 9 tháng 5, Ban Thanh niên Quân đội chủ trì phối hợp với Binh đoàn 12, Cục Chính trị Quân khu 4, tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức chương trình nghệ thuật Huyền thoại một con đường nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2019 tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt km số 0 đường Hồ Chí Minh, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ. Chương trình đã tái hiện những mốc son chói lọi hào hùng của dân tộc ta trong kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt là tinh thần 16 năm đương đầu với cuộc chiến tranh ngăn chặn vô cùng ác liệt, với biết bao hy sinh gian khổ của các lực lượng trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Đồng thời thể hiện tấm lòng tri ân, sự tôn vinh những cống hiến của quân và dân ta cùng những đóng góp to lớn của bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, từ đó tiếp tục cổ vũ thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống xung kích, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tại chương trình, Ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ đã được trao bằng chứng nhận di tích km số 0 đường Hồ Chí Minh là điểm du lịch của tỉnh Nghệ An. Trước đó, chiều 9 tháng 5, đoàn công tác Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với một số cơ quan đơn vị đã trao tặng 100 xuất quà, tổng trị giá 100 triệu đồng cho các cựu chiến binh Trường Sơn, học sinh nghèo vượt khó huyện Tân Kỳ, tặng 2 căn nhà tình nghĩa giá trị 80 triệu đồng một nhà cho mẹ Việt Nam anh hùng, cựu bộ đội Trường Sơn và 2 sân chơi thiếu nhi trị giá 30 triệu đồng cho trường mầm non. Sáng ngày 14 tháng 5, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức chương trình Ngày hội thiếu nhi tại trường tiểu học và trung học cơ sở Hành Dịch, huyện Quế Phong. Ngày hội đã diễn ra với không khí vui tươi sôi nổi với hai phần, phần lễ và phần hội, thu hút hơn 200 em học sinh của điểm trường tiểu học và trung học cơ sở Hành Dịch. Tại chương trình, các em học sinh đã thể hiện màn đồng diễn sân trường, tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo thông qua các trò chơi dân gian thú vị. Dịp này, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh cũng trao tặng một bộ trống đội, 500 khăn quàng đỏ cho liên đội tiểu học và trung học cơ sở Hành Dịch và 10 xuất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Tiếp đó, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ khởi công xây dựng điểm vui chơi sinh hoạt cho thiếu nhi tại bản Chiếng, xã Hành Dịch, huyện Quế Phong. Công trình được xây dựng trong khuôn viên nhà văn hóa của bản Chiếng, xã Hành Dịch với tổng diện tích gần 30m² nhằm tạo sân chơi bổ ích an toàn cho các em thiếu nhi trên địa bàn trong dịp nghỉ hè. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 5, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An chỉ đạo điểm tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Hoàng Mai lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đại hội cấp huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Chu Đức Thái, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An, các anh chị trong ban thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, đại diện các ban chuyên môn tỉnh đoàn, đồng chí Võ Văn Dũng, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, đồng chí Đàm Hữu Hồng, Phó Bí thư Thường trực thị ủy. Đại hội đã xem xét và cho ý kiến vào các báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2014-2019, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024, báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Hội khóa 1, báo cáo tổng hợp ý kiến vào văn kiện đại hội cấp trên với tinh thần dân chủ thẳng thắn. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Chu Đức Thái, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An và đồng chí Đàm Hữu Hồng, Phó Bí thư Thường trực thị ủy đã biểu dương những thành tích mà Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Hoàng Mai khóa 1 đã đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ 2014-2019. Trên cơ sở đó, các đồng chí đã định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Hoàng Mai cần bám sát thực hiện. Nhân dịp này, Ban thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An đã tặng cờ đơn vị xuất sắc cho tuổi trẻ thị xã Hoàng Mai.
Với tinh thần dân chủ, 122 đại biểu đại diện cho gần 30.000 thanh niên thị xã đã hiệp thương cử Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Hoàng Mai khóa 2, gồm 25 anh chị hiệp thương cử anh Hồ Cảnh Thuận giữ chức vụ chủ tịch, anh Võ Hồ Thanh Trường, anh Nguyễn Huy Tài, chị Nguyễn Thị Hà giữ chức vụ phó chủ tịch hội nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu thay mặt cho tuổi trẻ thị xã Hoàng Mai tham dự đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An gồm 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Trong khuôn khổ đại hội đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, tặng quà và phát cháo cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế thị xã, viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu thị xã Hoàng Mai, tham gia các trò chơi tập thể. Theo kế hoạch, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tiếp tục chỉ đạo điểm đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên cấp huyện tại huyện Anh Sơn vào ngày 28 tháng 5, huyện Hưng Nguyên vào ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 6. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2019 và 50 năm thực hiện di chúc của Người năm 1969-2019, các cấp bộ đoàn, hội đội trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa. Tối mùng 9 tháng 5, đoàn khối các cơ quan, các doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phối hợp với đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp các tỉnh, thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật gặp gỡ trên quê hương Bác. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động Tuổi trẻ hành trình theo dấu chân Bác. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Thường trực Ban Thường vụ Đảng ủy và đại biểu thanh niên tiên tiến đoàn khối cơ quan doanh nghiệp các tỉnh, thành phố và hơn 700 cán bộ đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc đoàn khối các cơ quan tỉnh Nghệ An. Chương trình nghệ thuật gặp gỡ trên quê hương Bác với những ca khúc ca ngợi cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên Việt Nam ngày nay tiếp tục nhớ lời di chúc của Bác, tham gia cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình có sự tham gia của đại biểu thanh niên tiên tiến đoàn khối cơ quan doanh nghiệp các tỉnh, thành phố, thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Điện Biên, Hải Dương, Bắc Giang, Thanh Hóa, Bình Dương, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An. Hoạt động tuổi trẻ hành trình theo dấu chân Bác lần đầu tiên tổ chức tại Nghệ An là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa của toàn đoàn hưởng ứng phong trào thi đua tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác do Trung ương Đoàn phát động. Vừa qua, Thành đoàn Vinh tổ chức hội thi Olympic tiếng Anh khối trung học phổ thông năm 2019. Tham dự vòng bảng cuộc thi có 8 đội tuyển đến từ các đoàn trường trung học phổ thông trong thành phố. Kết thúc vòng bảng, 4 đội trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, trung học phổ thông Lê Viết Thuật, phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông số 2 đã xuất sắc vượt qua 8 đội chơi để tranh tài ở vòng chung kết. Tại đêm chung kết, 4 đội chơi cùng nhau tranh tài qua 4 phần thi gay cấn: khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích. Với hình thức thi đa dạng kết hợp giữa trắc nghiệm trực tuyến và trải nghiệm thực tế của các thí sinh cùng nội dung phong phú đã tạo nên sự hấp dẫn lôi cuốn qua từng vòng thi. Chiều ngày 26 tháng 4, nhằm thiết thực hưởng ứng tháng công nhân năm 2019, gắn với việc tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho thanh niên, đồng thời thể hiện sự quan tâm chăm lo cho thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội hưởng ứng tháng công nhân năm 2019, đồng thời ra mắt tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Mai Minh Anh Đô Lương với 2.397 đoàn viên. Tại đây, đoàn đã trao tặng 20 suất quà cho 20 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 10 triệu đồng. Sáng ngày 12 tháng 5, huyện đoàn Nam Đàn phối hợp cùng lữ đoàn 414 và ban quản lý rừng đặc dụng huyện tổ chức công trình thanh niên ra quân thu gom thực bì và làm đường băng cản lửa năm 2019 tại khu vực Rú Đụn thuộc xã Vân Diên, huyện Nam Đàn. Tham gia công trình có gần 200 đoàn viên thanh niên của các đơn vị đoàn xã, chi đoàn, các cơ quan và hơn 50 chiến sĩ bộ đội thuộc đơn vị lữ đoàn 414 đã phát quang được gần hơn 1 km chiều dài đường băng cản lửa và thu gom thực bì, vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực. Trong 3 ngày từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 5, đội xung kích tình nguyện pháp luật của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh gồm 12 thành viên là các tuyên truyền viên pháp luật xuất sắc của đơn vị đã triển khai lực lượng đến 16 điểm bản thuộc 7 xã thị trấn thuộc hai huyện Kỳ Sơn và Tương Dương để tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy kết hợp phòng chống buôn bán người cho hơn gần 3.000 bà con nhân dân đang sinh sống nơi đây. Thông qua các hình thức sinh động như trình chiếu slide, mô phỏng hiện trường, giao lưu, trao quà, các tuyên truyền viên đã mang đến cho nhân dân các bản vùng cao, các địa bàn đang có tình hình tội phạm ma túy phức tạp, những thông tin bổ ích về nhận biết phòng tránh ma túy, về trách nhiệm của người dân và các tổ chức đoàn thể trong phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh với tội phạm ma túy cũng như tệ nạn buôn bán người.
Chiều ngày 20 tháng 5, huyện đoàn Yên Thành tổ chức buổi truyền thông về phòng chống tai nạn đuối nước và ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho các em học sinh tại trường tiểu học và trung học cơ sở Hậu Thành. Tại buổi truyền thông, các em học sinh đã được tuyên truyền phổ biến những kiến thức về cách phòng chống tai nạn đuối nước cũng như cách xử lý các tình huống khi có tai nạn đuối nước xảy ra, phát tờ rơi về cách phòng chống tai nạn đuối nước tới các em học sinh cũng như đến tận tay các hộ gia đình. Chiều ngày 9 tháng 5, tại trường tiểu học Viên Thành, huyện đoàn, hội đồng đội huyện đã tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện chiến chúc Bắc Hồ, 78 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 70 năm anh hùng liệt sĩ Vữ A Dính hy sinh. Tại đây, các em được ôn lại truyền thống 78 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2019, kể chuyện theo dòng lịch sử, tham gia các trò chơi tập thể. Dịp này, huyện đoàn, hội đồng đội huyện đã tặng 5 suất quà cho 5 em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 1 triệu đồng. Chiều ngày 13 tháng 5 tại trường Trung học cơ sở Đôn Phục, hội đồng đội huyện Con Cuông tổ chức chương trình Hành trình vì đàn em thân yêu và diễn đàn xây dựng văn hóa ứng xử trong học đường năm học 2018-2019. Với các nội dung xây dựng văn hóa ứng xử học đường và chuyên đề phòng chống xâm hại trẻ em, xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thanh niên, các em học sinh đã được tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích thú vị. Cũng trong dịp này, hội đồng đội huyện Con Cuông trao tặng 300 chiếc khăn đỏ cho 2 liên đội và ảnh Bác Hồ cho 10 em đội viên trường Trung học cơ sở Đôn Phục. Tập thể giáo viên Trung học phổ thông đội huyện Con Cuông đã quyên góp trao tặng đèn học cho 30 em học sinh xã Đôn Phục để góp phần chia sẻ động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt. Chương trình cũng diễn ra các màn đồng diễn dân vũ, cắt tóc miễn phí cho các em học sinh tại xã. Bản tin Tuổi Trẻ Nghệ An đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Để xem các số tiếp theo của chương trình, quý vị vui lòng truy cập vào website www.tinhđoannghean.vn hoặc Facebook Tỉnh Đoàn Nghệ An. Xin cảm ơn công ty truyền thông Vinmedia đã tài trợ thực hiện chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại.